Đường chuyền của Lazaro. Rất nguy hiểm. Không vào. Đó vẫn chưa phải là một bàn thắng. Tuy nhiên trọng tài cho rằng đã có lỗi của cầu thủ TVT. Trọng tài Nguyễn Văn Đông đã rút thẻ đỏ trước quyền thi đấu của Xuân Tú. Cầu thủ đã dứt điểm là Thái Văn Dũng. Xuân Tú là người đã dùng tay để móc quả bóng ra. Tỷ số là 1-0 cho đội khách. Cầu thủ đã mở tỷ số từ chấm phạt đền là Lazaro de Souza, chân sút người Brazil. Lazaro đã dứt điểm rất kỹ thuật, khiến cho Hồng Sơn bất ngờ. Anh ghi bàn thắng thứ 14 ở mùa giải năm nay. Của quân khu 4 đang bị đau là Lưu Mạnh Hà. Ông Calisto đang có mặt trên khán đài để chứng kiến trận đấu. Có thể nói đây là một trong những trận đấu đỉnh cao ở giải hạng nhất. Trên sân lúc này thời tiết oi bức và không khí do cầu thủ tạo ra cũng đang nóng bỏng. Thêm một thẻ đỏ. Thẻ đỏ thứ hai của trận đấu. Cầu thủ đã phải nhận thẻ đỏ là Đình Luật. Đình Luật chính là cầu thủ nổi tiếng nhất của quân khu 4 vì anh đã từng được gọi vào đội dự tuyển. Cassiano vẫn đang thi đấu rất nỗ lực để làm bóng cho cầu thủ ở tuyến trên. Lỗi vừa rồi là của Thái Văn Dũng. Thái Văn Dũng đã phải nhận thẻ vàng thứ hai. Lúc này quân khu 4 chỉ phút thứ 79 và đội bóng của Triều Quang Hà là mạnh mẽ là Lưu Mạnh Hà. Đó thật sự là một pha phạm lỗi. Đến lần này thì trọng tài đã nổi còi và chỉ tay vào chấm phạt đền. Trong pha bóng trước, trọng tài Văn Đông đã không thổi phạt pha phạm lỗi của Mạnh Hà với Long Giang. Nhưng đến lần này thì Mạnh Hà đã không thoát khỏi trọng tài. Dương Hồng Sơn. Thủ môn Hồng Sơn chính là người lên đá penalty và anh đã thành công. Tỷ số được san bằng 1-1. Thời gian vẫn còn đủ để đội chủ nhà có thể giành thắng lợi, qua đó đoạt chức vô địch. Chân trái là chân thuận của Hồng Sơn và anh đã dứt điểm rất lạnh lùng. Trận đấu đã bước vào những giây cuối cùng. Và như vậy là trọng tài Nguyễn Văn Đông đã nổi tiếng còi mãn cuộc. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1 và quân khu 4 đã tạo ra bất ngờ khi vô địch trận nhất. Trong trận đấu mà chúng ta vừa chứng kiến, cầu thủ đã mở tỷ số là Lazaro. Anh mở tỷ số từ chấm phạt đền. Cũng ở chấm phạt đền thì Hồng Sơn đã gỡ hòa 1-1 cho TVT. Nhưng như thế đã là quá muộn để các thủ chủ nhà có thể vô địch. Đây là trận đấu mà cả hai bên đều rất muốn chứng tỏ đâu là giá trị thật của bóng đá và đã có những sự cứng rắn quá mức cần thiết. Trọng tài đã phải rút ra 4 thẻ đỏ và 13 thẻ vàng. Quân khu 4 đã đăng quang giải nhất trong sự ngạc nhiên thú vị của rất nhiều người và đó là một kết quả xứng đáng. Giải nhất khép lại với chủ địch thuộc về quân khu 4, xếp thứ 2 TVT, đứng thứ 3 là Đồng Tháp.